Malisa là cái tên được nhắc khá nhiều trong thời gian qua nhờ hành động thiện nguyện kịp thời, đúng lúc của mình. Đích thân bà chủ Malisa đã cùng các nhân viên đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc để gặp và trao quà cho bà con chịu ảnh hưởng vì bão số 3. Ngày 14 tháng 10, doanh nhân Phan Thị Mai, hay còn được biết đến với biệt danh bà trùm thẩm mỹ viện Malisa, đã cùng với ông xã Hoàng Kim Khánh tham dự lễ khởi công xây dựng 40 căn nhà tình thương để dành tặng cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Bản Giềng, xã Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng. Được biết, trong chuyến thiện nguyện hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại tỉnh, hệ thống thẩm mỹ viện Malisa đã kiến nghị với tỉnh và huyện Bảo Lạc xây dựng một dự án khu tái định cư an toàn cho bà con ở vùng sạt lở, 40 căn nhà kiên cố cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Bản Giềng, với tổng kinh phí xây dựng ước tính trên 17 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà sẽ được xây dựng với tổng diện tích 300m², trong đó 70m² diện tích đất ở, còn lại các hạng mục phụ trợ khác như nhà bếp, vệ sinh, sân phơi. Thiết kế các căn nhà trong khu tái định cư đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống và phù hợp với văn hóa, tập quán của người dân. Tại lễ khởi công, bà con nhân dân tiến hành bốc thăm thửa đất, số lô. Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình để bà con sớm có nơi ở mới. Dự kiến, 40 căn nhà tình thương sẽ được hoàn thành và bàn giao cho bà con trước Tết Nguyên đán 2025. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị Mai cho biết, vợ chồng Mai Khánh thật sự vui ơi là vui bởi vì lễ khởi công động thổ xây dựng 40 căn nhà tình thương làng tình nghĩa Khánh Malisa xóm Bản Giềng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự kiến 17 tỷ là số tiền đầu tư cho dự án này, vợ chồng Mai Khánh tài trợ 100%, không kêu gọi bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Sau khi xây dựng xong, không biết có phát sinh thêm nữa hay không vì nguyên vật liệu Mai chọn toàn hàng chất lượng uy tín, nhưng vì đường treo leo hiểm trở nên chi phí nguyên vật liệu cũng tăng cao. Nhưng không sao, vợ chồng Mai Khánh đã làm là phải làm cho tới, mẫu mã nhà phải đẹp, chức năng đầy đủ, kết cấu nhà vững chắc kiên cố, miễn là các bà con hài lòng, vui và hạnh phúc là được. Chia sẻ của bà chủ Malisa nhận được rất nhiều lời khen ngợi, tán thưởng từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ hy vọng hành động đẹp này sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành tấm gương sáng cho mọi người. Doanh nhân Phan Thị Mai, hay còn được biết đến với biệt danh bà trùm thẩm mỹ viện Malisa, quê gốc ở Hà Tĩnh. Xuất thân trong gia đình có hai anh em, mất bố từ nhỏ, mẹ thì không biết chữ. Tuổi thơ của Phan Thị Mai là những ngày tháng vất vả theo mẹ lao động kiếm sống. Chị từng làm rất nhiều nghề, rồi nhờ một cơ duyên mà bắt đầu kinh doanh ngành làm đẹp và từng bước xây dựng nên đế chế Malisa như hiện nay. Sau cơn bão Gia Di vừa qua, trước tình cảnh nhiều đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, tổng giám đốc Malisa đã quyết định bỏ tiền túi của mình ra và trực tiếp đến những vùng khó khăn để hỗ trợ đồng bào. Các hoạt động từ thiện của chị trong giai đoạn này đều được phát trực tiếp trên mạng xã hội và được đông đảo mọi người ủng hộ. Chương trình thiện nguyện được thực hiện qua hai đợt cụ thể. Đợt 1, đích thân chị Phan Thị Mai cùng các nhân viên đã trực tiếp đến các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Yên Bái để trao tận tay bà con 3 tỷ đồng tiền mặt và 50 tấn gạo. Đợt 2, vợ chồng doanh nhân sẽ chi thêm 7 tỷ đồng nhằm cải thiện cuộc sống cho bà con và xây dựng những căn nhà tình thương khang trang.